Sau khi mà cô xây dựng cái căn nhà này xong á, thì cô thấy là về cái kỹ thuật xây dựng bên con phải nói là ổn, rất là tốt. Về phần thô cô đánh giá rất cao. Về cái mặt chuyên nghiệp của bên thợ thi công, về cái cách làm việc rất là tốt á. Cái gì cũng vậy thì nó sẽ có những cái vui, những cái buồn trong đó. Nhưng cái quan trọng là cuối cùng cái thành quả mà chủ nhà cần là tất nhiên nó phải là vui nhiều hơn là buồn. Thì cái điều đó cô vui là cô đón nhận được cái chuyện đó. Rồi cái thứ hai nữa là chỉ có một điều là cô chỉ lưu ý một chút xíu là cái nhà này cô hơi buồn chút xíu là chỉ có là cái phần giám sát thôi. Còn tất cả mọi sự là rất là ok. Và cái quan trọng là cô đánh giá được ở, cô đánh giá cao ở bên cái thiết việc là cái sự lắng nghe. Biết lắng nghe có nghĩa là cô chú có những cái tâm tư, những cái gì mà không ổn, không thích á, thì đề nghị kiến đạt. Thì bên con là từ anh giám đốc cho tới những người mà có thẩm quyền á, thì là đều tiếp thu và khắc phục một cách có hiệu quả. Thì cái điều đó làm cho cô chú hài lòng. Nhưng mà giờ trên hết mọi sự là cô thấy cô vui. Vì cái nhà bao nhiêu tâm huyết, công sức của cô chú đổ ra thì được gọi là theo như cái mong ước của cô. Và tất cả những ai đến thăm cái ngôi nhà này thì đều đánh giá một điều là rất là đẹp, rất là ấm cúng. Thì cái điều đó là cô hy vọng là kiến thiết Việt cứ thế mà phát huy và đem lại được cái niềm tin, cái sự yêu mến của khách hàng. Thì như thế thì kiến thiết Việt chắc chắn là sẽ phát triển và không ngừng phát triển. Thì cô cầu chúc cho kiến thiết Việt cứ mãi giữ được cái phong độ như thế này.